Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tử lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Sparta để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình nói chung là một cuộc tấn công thần tốc khi mình đánh đồng loạt một các lãnh thổ của cái thằng vang vang đây này. Citra này, cái bọn này là bọn sau này nó là quân hung nô hay sao ấy? Mình nhớ không nhầm là như vậy. Chúng nó rất là rắn đấy, mình không thể đánh trên đồng bằng với chúng nó được. Mình không có cơ gì để ăn được chúng nó trên đồng bằng luôn ấy. Thằng này... cái quái nào nhỉ? Hai thằng này nó thay nhau kiểm soát. Ô, thằng này nó thống nhất toàn bộ... thế quái nào lại chiến nhanh với cả cái lũ ở dưới này này. Gây nhỉ? Chiến tranh cả cái lũ này. Hai thằng này nó chia lãnh thổ à? Ai già, bọn này thì bị nó chiến tranh kinh quá. Một liên minh. Thôi được, kệ chúng nó thôi. Phương Bắc lạnh lẽo không phải là nơi cư ngụ tốt. Bây giờ thì kế hoạch của mình là muốn tấn công lên cái vùng trên này lắm đấy. Rồi, 152 giáp. Phòng thủ cận chiến 139. Kinh vãi hàng. Thôi được rồi, kệ nó. Bây giờ thì các cái lực lượng này của mình đã tiến xuống rồi. Hai quân đoàn thì chắc là ăn được. Cái việc lượt này chắc hết việc để làm thôi, qua lượt á. Lượt trước là mình đánh, định đánh nốt cái thằng kia nhưng mà không đủ lượt đi. Đội hình pha lăng thì phải nói đến Macedonia. Macedonia có đội hình pha lăng tuyệt vời luôn. Kỵ binh của Macedonia cũng thuộc lại mạnh nhất game này luôn. Thậm chí còn mạnh hơn cả cái bọn kỵ binh của quý tộc Italia mà mình đang dùng cái đội kỵ binh đánh thuê ấy. Điều đó thì cũng hợp lý thôi, vì thực tế này là như vậy. Cái thằng này nó phục quốc à? Cái kệ nó phục quốc thì nó cứ việc phục. Bây giờ đảo qua cái tình hình chính trị này. Nói chung là ổn. Ngoại giao thì mình thấy cũng không vấn đề gì. Greetings. Speak. Còn đấy còn mỗi một cái thành bên trên. Welcome, welcome. Điểm ngoại giao của mình đang rất xấu nên là gần như không chơi được thằng nào. With all respect. Đây này, các bạn nhìn vào đây này. Cái điểm ngoại giao của chúng ta phải là màu xanh thì chúng ta mới dễ thỏa thuận được các cái hiệp ước. Còn nếu mà màu đỏ như này thì khó lắm. Quân nó đâu hết rồi? Đánh kiểu này kiếm tí kinh nghiệm chơi. Mình sẽ ổn định cái vùng này. Cái thằng là... ai ra nó kiểm soát được một cái vùng lãnh thổ cũng rộng ghê nhỉ. Mình chỉ cần chiếm hết cái khu này là mình hoàn thành chiến dịch rồi này. Chiếm hoặc là đồng minh. Greetings, most excellent. Có điều là bây giờ mình không thể đồng minh được với ai luôn. And you offer much, but điểm ngoại giao của mình đang rất thấp. Mình cũng không có ý định chiếm đất của nó làm gì. Hai quân đoàn của nó chạy lên kia hết. Quân đoàn này có 19 quân thủ rồi.
khu vực bên dưới này êm nhỉ. Rồi nâng cấp cái khu vực này lên thôi. Kinh tế của mình bây giờ cũng khá khá rồi, nhưng mà hết tiền rồi. Hai quân đoàn ở phương Bắc này thì phải cử đến hai quân đoàn xuống đây thì mới ăn được. Một quân đoàn E là hơi khó. Bước di chuyển vào này xa ghê nhỉ. Không sao, hai quân đoàn đứng như này thì nó không thể tấn công được. Mình có đầy đủ lực lượng ở khắp mọi nơi. Đâu rồi? Dự bị thêm quân phát. Không được con ngựa nào. Mang theo mấy con ngựa này đi dự bị cũng được. Nếu có quân đoàn nào bị ám sát mất thì vẫn còn quân. Rồi. Thôi qua lượt đã. Phí nuôi mấy con ngựa này đắt lắm ấy, không đơn giản đâu. Tình hình ở phương Bắc đang rất bất ổn. Nếu mà cái thằng Sigon kia mà nó tiến xuống, nó chiếm hết khu vực phía dưới này là cũng dở đấy. Tăng tiếp điểm ngoại giao lên mà vẫn có vẻ không ăn thua gì nhỉ. Cộng 10 trung thành. Cái Apollo là tốt rồi. À, xong rồi, chúng ta sẽ convert lại công trình này. Hết tiền. Ảnh hưởng của cái phe rộng ghê nhỉ. Cái vùng này bây giờ lại không thuộc ảnh hưởng của phe đối lập nữa rồi. Để chuyển sang vùng này. Vùng trên này nữa. Biến động liên tục. Bên trên này thì chắc không cần. Nó có một quân đoàn thôi. Được, mình sẽ đánh solo. Solo. Full xạ kỵ. Đánh ngoài đồng trận này mình ăn đòn luôn. Hai quân đoàn này tiến lên phía bắc, phía trên kia để giải quyết bọn này được. Ô, nó khôn thế nhở, nó cho ra ngoài đánh ngoài đồng rồi, nó không chịu chủ thủ trong làng rồi.
Thôi xong mình rồi. Chết rồi, nó phun xạ kỹ này mà nó đánh ngoài đồng thì mình đánh được. Nó khôn phết đấy chứ nhở. Nó khôn hơn mình tưởng á. Nó còn đồng không bông quạnh như này nữa thì càng thuận lợi cho bọn xạ kỹ. Chết rồi, trận này SML rồi. Lùi sâu một chút để giảm ảnh hưởng của kỵ binh nó. Cung của mình thì bắn rất tởm nhưng mà không khó. Trận này hơi khó rồi. Nói chung là rất khó trong trận này. Mình không thể di chuyển pháo, mình lùi xa hơn được nữa. Nếu lùi được pháo vào góc chữ A kia thì có thể. Nhưng mà kỵ binh nó chạy nhanh lắm, mình di chuyển chưa kịp nó lên đến nơi rồi. Tộc xác định là chúng ta sẽ không đuổi được nó. Phun xạ kỹ này, chết thật. Ui. Nó chưa lên kìa. Hỏng mắt rồi, trận này hy sinh hết rồi. Đông thế này. Thấm vào đầu. Acid. Oh, bắt đầu nó đứng nó bắn rồi. Ôi ôi, xạ kỵ nó bắt đầu nó phơ mình. Chết như dạ luôn này. Lính của mình bắt đầu chết dần, chết mòn. Trời ơi.
giải quyết từng cánh một đi. Không là chịu đòn được. Giáp của mình đủ dày chịu đòn được, tốt quá. Cho bộ binh nó áp sát đi. Mày qua nó không tấn công mấy thằng cầm giáo. May mà quân đoàn này là quân đoàn mạnh nhất về cung luôn. Đoàn 54 nên có thể diệt được chúng nó một cách nhanh chóng. Đứng và chờ chết. Đây là chiến thuật đứng và chờ chết. Đuổi cũng không đuổi được chúng nó chứ. Không phải là mình không muốn đuổi mà mình cũng không thể đuổi được chúng nó. Không phải mình không muốn đuổi mà mình cũng không thể đuổi được chúng nó. Và chờ chết. Bạn đang dùng skill đứng và chờ chết. Rồi, diệt mấy thằng thủ thủ nhanh. Chết đến người cuối cùng. Mình có đuổi cũng chả đuổi được bọn nó. Chỉ có để cho cung bắn thôi. Bắn dàn hàng ra đừng đứng tụt tụt vào không bắn được. Đánh trên đồng này thì thực sự rất khó để mà ăn được cái bọn xạ kỵ này. Chỉ có chúng nó bắn hết tên thôi thì... Rồi. Trời ơi. Đứng và chờ chết. Nghe thật là đau lòng. Nhưng thực sự thì cũng không có cách nào cả. Bởi vì là không đuổi được nó các bạn ạ.
Bọn này nó chạy nhanh lắm. Rồi, kiểm soát hoàn toàn cái vùng này. Mọi việc có vẻ ổn hơn rồi. Tập trung lên phương Bắc, giải quyết chiến trường phương Bắc. Có lẽ cho cái quân đoàn này sang sông bơi ra đây đi để phòng thủ. Trung thành khá khá nhỉ, 1% này ổn rồi. Xem là nó có tuyển được con voi nào không. Sao nào nhỉ, mãi chả được con voi nào này. Đang băn khoăn là không biết có lên tiến quân xuống phía nam không. Tỉnh qua. Thôi lại mất một đơn vị quân nữa rồi. Bọn này chơi trò ám sát này ghét thật. Lại mất một đội cung nữa. Không phải mất một cái xe bắn đá à? Ngoài nguyên là lực lượng tầm xa mình à? Vào thành đứng rồi. Đứng ở ngoài này chết đấy. Chờ xem tình hình nào đấy. Khu phía dưới này thì có vẻ là đệ mình làm việc cũng nhanh phết nhỉ. Mất nó cái xe bắn đá à? Gớm thật. À chưa hồi phục hoàn toàn à. Lên đây thôi. We hunger for battle. On the move. Advance. We cannot pass here. At your command. Sư đoàn dự bị. Gửi hai sư đoàn dự bị sang đây mà. Nó chơi cái trò ám sát quân này khó chịu thật. We hunger for battle. Ai không được con voi nào. Ôi được voi cùi. Sao không được con voi. Con voi có bọc giáp nhỉ.
Bỏ chiến tranh với nhau à? Bỏ chiến tranh với nhau. Be welcome, emissary. Ai Cập. Hả? Mình giúp thằng Ai Cập chiếm nốt cái vùng này là xong xong phim này. Quân đoàn này không full. Thôi được rồi. À không được. Không full nhưng mà nó có nhiều cung thủ. Nó mạnh với cung thủ. Cho hai quân đoàn này tiến xuống phía nam. Chán ghê. Mãi không có. Có voi. Mãi vẫn chưa có voi. Ra voi thì mình có thể tuyển dạng voi. Voi đánh thuê Syria ở vùng này có. Không thích, thích dùng voi chính quy hơn. Bỏ cho quân đoàn này cắm đây đã. Chắc chắn đảm bảo an ninh. Cử hai quân đoàn xuống khu vực phía nam đánh thẳng Armenia là xong. Chiếm toàn bộ cái vùng Persian đấy là chúng ta hoàn thành chiến dịch được. Dân sự. Đây rồi. Sign up lads for a good and glorious life. Như mua thoải mái quân tiền đại gia cơ mà, lo gì. Tiền của mình bây giờ nó là lắm, mất luôn. Hai quân đoàn này bây giờ sẽ được cử đi để tấn công vào thành này. Thời tiết đang tốt, mình sẽ tận dụng cái vấn đề thời tiết tốt này để tấn công. Đây rồi. Rồi nha. Ready for orders. Ready for battle. At your command. Phun xạ kỵ tiếp này. Trận này thì chắc lại phải đánh giống cái trận mà mình đánh một lần trước đây rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ... Thôi được rồi, từ từ. Đánh solo. Mới thể hiện được trình độ. À. Cũng là để một cái chia sẻ với các bạn về các cái kỹ thuật chống quân đối phương ở... Nhưng mà có một cái điều các bạn thấy không? Lính Sparta này thì cái giáp của nó cũng khá trâu. Bình thường nếu mà những đội phun xạ kỵ này, ngay cả Testudo của La Mã cũng chịu đòn không ăn thua đâu. Nhưng mà Sparta này có vẻ là cái khiên của nó cũng được đấy. À. Ôi trời mưa. Nhưng cái thành này nó có vẻ hơi khác khác nhỉ. Nghỉ thật. Ô, cái thành này nó khác thật mà.
Chà, vãi cả thành. Cái thành này giống giống cái thành của mấy thằng dợ mà mình chơi Attila mà có thấy thế nhỉ. Tấn công từ chỗ này thì mình phải phá một cái tháp canh ở trên tròi trên này nữa cơ. Xe bắn đá của mình phải đứng ở bên bờ sông tới không. Tới thì thoải mái đúng không? Tới thì thoải mái tới, nhưng mà bắn tầm xa là sợ nó sai, nó trượt. Nếu mình không nhầm thì nó chỉ có thể có 2 hoặc 3 cái xe thang lên được không, chứ không phải lên tất được. Vấn đề là bây giờ nó có đến 3 cái tháp canh ở phía bên này, đau đầu nghe. À, phá tháp canh này xem nào. Xả kỹ nó bên trong này. Xem là tầm bắn của tháp canh nó đến đâu. Thế thì cứ cho mấy thằng này lên lên đây đã. Vượt sông luôn. Lượn qua sông. Giảm 65% di chuyển thôi, thì cũng không mất cái gì cả. Bắn kiểu này là chết khơ khớ quân của nó đằng sau rồi. Wow. Cơ số ngựa bị chết. Đấy. 90-77. Mình biết mà. Nhưng mà không thể chống được cái tháp canh này. Thằng nào xây cái thành này mà ác ôn vào nông thôn thế. Ai à, sập cái tháp canh của nó rồi kìa. Bắn vào đây. Được mà, xe bắn đá mình bắn chéo chéo này vẫn trúng được mà. Cung nó lên tường rồi kìa. Chết khơ khớ bọn chạy đằng sau. Úi dồi, cái tường thành này mà nó đặt quân ở chỗ này, cung thủ ở trên này nó bắn xuống đây thì sống làm sao được. Nó trèo được vào thành của nó thì cũng không sống nổi cho nó. Liệu có phá được cái tháp canh này không? Cổng thành. Ôi à, gỗ lăn lóc ở trên tường. Ôi ôi. Gỗ vào tường thành.
76 khéo mà không phá được. Cổng thành nó bị vỡ rồi à? Cổng thành của nó bắt đầu sôi. Archers, we await your command. Ôi, duy nhất hai cái thang sử dụng được à? Bắn này xem nào. Trúng được thì trúng, chả trúng được thì chả còn làm gì. Không còn thua nhỉ? Đang còn thua mà. One of our units has used all its ammunition. Nắp canh nó bắt đầu bắn rồi. Your orders. At speed, ready and waiting. At the cover, missile infantry ready. Xạ kỹ nó bên trong thành nhiều lắm. Bắn điểm trợ cho xe thang không? Không kẹo là nó nhanh. Lên luôn em. Spartans, double time. Rồi, bắt đầu treo tường vào rồi. Đánh cái bọn này phải dùng cái đội cung mà bắn 54 tầm bắn phóng 181 này mới ăn được. Treo vào. Rồi chủ yếu bắn bọn xạ kỵ thôi. Bình tĩnh không nóng vội được. Bắn ra đây. Hai thanh niên đã vào đây rồi, chiến. Được rồi, cứ bình tĩnh đi. Dự chiến tên của quân đoàn này hơi ít. Được, cứ đổ bộ đã. Chúng nó đang ra kìa. Cứ bình tĩnh đi. Quân thủ tiến vào tiếp. Thôi đã, để công thủ tiến vào đã. Ồ, còn không lên được cái tháp canh chỗ này, không có đường lên. Bên trong nó vẫn còn đông quân. Ừ, mấy thằng này chạy mấu thế.
archers! Advance at speed! Ô, mấy Sparta này xông tận vào đây rồi cả. Máu thế. Được, đánh kiểu thế thì hơi khó đấy. Tôi đã lập đội hình đây thôi. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Xong vào, chết đấy. Chiếm cổng đã. Từ từ, cho quân thủ lên đã. We have captured a tower. Quân thủ rồi, vào nhanh 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 nhanh, chết bây giờ. Cổng người vào thôi. The battle is turning in our favor. Mình đánh hơi vội vàng, không nên đuổi vội. Cái cửa ngay ngoài diệt bọn xạ kỵ nó dễ hơn, kiếm được sát vào trong này. Nhanh chết hết bây giờ. Quân nữa vào tản mát lắm, chưa trèo hết vào. Bắn đi. Chưa leo thang vào hết à? Lao nhau, lao nhau. Ready for orders. Ready for orders. Đúng rồi à? Đánh sát cho nó lại. Đây rồi, bắn đi. Sai được. Ai chà. Đúng ra trận này đứng ở ngoài cái thủ đã. Cho cung thủ nó bắn. Mình hơi vội. Ai ơi, chúng nó hit and run kinh quá nhỉ. Hết rồi, chạy làm sao được nữa. Chạy làm sao được nữa. Qua cổng thành là hết chứ còn đi đâu nữa. Tướng ở trên này à? Chắc tướng ở trên này.
chiếm cổng thành. Kéo cờ xuống nó xuống. Quá lắm. Chiếm cổng thành này. We have captured the gates. Xong rồi. Nó bỏ chạy hết rồi. Không có thằng tướng. Đánh nhau với cái bọn toàn ngựa này mệt thật. Nào nó còn với mấy con ngựa ở ngoài nhỉ? Giỏi thật. Italian noble cavalry. Advance its speed. Spartans. The enemy general is dead. Nào, chạy chưa? Chui được mấy con ngựa ra ngoài. Nó không bỏ chạy đâu, ghê lắm. Thành nó rộng minh. Có cả con gái à? Amazon này. À thì Amazon thì là con gái đúng rồi. Rồi. Trời ơi. Phun xạ kỵ. Vã cả trưởng. Đúng là mình không lên sông vào bộ. Đánh nhau bọn này có cái khó mà có cái dễ. Khó ở chỗ là phải đuổi cho nó, dễ ở chỗ là Commander, for death and honor. Ai già lại định tái chiếm lại vùng này à? Ấy, voi xịn này. Có cái vùng nào đang nâng cấp dở thì tắt đã. Tuyển con voi xịn đó. Vác mấy con voi thì đánh nhau tí. Đây rồi. Thế chứ. Mãi mới được con voi xịn.
mất công xây cái nhà lính lên. Thằng này có chịu làm đồng minh của anh không? Be welcome. You have my full attention. Không chịu làm đồng minh, mình cho thằng mình đánh chiếm luôn vùng này. Mình chỉ cần chiếm mỗi cái vùng này nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi đâu. Đánh thêm nhiều làm gì? Ready for orders. Quyển được một con voi nữa. Mãi được một con voi. Hoặc đứng ở đây giữ cái vùng này đã. Là sao thế nhỉ? Quân đoàn này thiếu một xe bắn đá, một lượt sau mới có quân. Qua lượt phát ạ. Đánh nhau mấy mấy thằng mấy thằng đánh xa này mệt ghê. Xong phim. Lại một đội phun xạ kỵ. Là nhẽ mình lên khử nó từ lúc nó chưa phát triển mạnh thì nó dễ hơn. Nhưng thế này thì vất vả lắm. À, nó khôi phục một cái thằng. Lại một đơn vị quân nữa của mình vừa bị ám sát. Khỉ thật. Chứ còn nhánh gì nó chưa nghiên cứu. À đây. Đây rồi, cho quân đoàn này sang này. Có quân bổ sung ngay cho các quân đoàn còn lại. Căng thẳng phết đấy, đùa đấy. Quân đoàn này chắc vừa bị ám sát thêm một thằng nữa. Ôi, nó ám sát mấy thằng liền luôn đấy. Một cả thằng, một thằng lính giáo nữa này. May là không ám sát mấy con ngựa. Đi hướng này cho chắc cờ. Cái thằng màu vàng sắp hết đất rồi, kệ nó. Thằng này cứ đứng đây. Thằng màu vàng sắp hết đất rồi. Ấy, để xem có được con voi nào nữa không. Mãi mới được một con voi. Athena give you wisdom so that you. Điểm ngoại giao của mình âm quá. Không lên được. Điểm ngoại giao của mình âm như này không lên được. Chiếm nốt cái tỉnh thành viên là bọn này hết nhà là nó thành dân bụi đời. Sợ quá nhỉ, nó ám sát chết một lô một lốc quân của mình này.
May chỗ này cũng có quân dự bị đấy, có thể bổ sung. Rồi, hai quân đoàn xuống tới nơi rồi. Đề nghị cùng tham chiến với thằng Ai Cập một phát, đánh chiếm bọn này là xong. Đánh thằng Armenia. Oh. Đại gia phương Bắc bỏ chơi mình rồi. Điểm ngoại giao của mình thấp quá mà. Ready for battle. Được, không được thằng nào. Đây rồi. Bây giờ là việc đầu tiên là phải thuyết phục được cái thằng Ai Cập đấy. Greetings, friend foreigner. Greetings. Speak, and I will hear your words for Pharaoh, Lord of the Nile. 10,000 nó còn chưa chịu rồi. Căng nhỉ? Làm thế nào để chiến tranh được với thằng này? My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. What wisdom do you bring? À, được. A thousand apologies. But bởi vì thằng này nó đồng minh với mấy thằng đệ tử của mình. We'd arrive too late and mình tuyên chiến phát là mấy thằng đệ nó quay ra nó vả mình thì mình cũng đã SML luôn. We can do little against these people. Our wise men have read the flames and see no good in them. We can do little against these people. Our wise men have read the flames cách, and see no good in them. Cho mày hẳn 13,000 cho mày khỏi làm chuyện. Ôi. Such a scheme is indeed excellent. But we must let you mount a glorious and successful defense. Oh. We can do little against these people. Our wise men have read the flames and see no good in them. Gớm thật. Tắt tay mày. Có chịu à? A thousand apologies. But such help as we could offer. We'd arrive too late and be of little use. Chưa đủ tiền để thuyết phục nó. Thôi được, để dành tiền chút xíu vậy. That is impossible. Commander, at your command. March. Một đội giáo. Advance. Make haste, men, commander. Lực lượng quân dự bị đã đến đây rồi. Thành trì cuối cùng của nó đây. Không có quân à? Mày chết. Bắt nó phải đến. Thôi được, không xây dựng cái gì nữa, qua lượt để xem có kiểm chắc được tí nào không.
thằng ngựa vàng vàng đấy thì dẹo rồi. Đánh lốt cái thành này là nó không còn thành nữa, là nó tự nó dẹo thôi. Hay quá, lại được hỗ trợ. Đây rồi. Xong phim. Mất thành cuối cùng. Không bắt tôi mày làm chư hầu để làm cái gì cho nó mệt người. Cho mày nghĩ báo viện luôn. Vài lượt nữa là dẹo. Ready for orders. March at your command. On the move. We cannot pass. Commander. Nó không có quân đây nhỉ? Từ từ. Quan trọng nhất là phải thuyết phục được thằng Ai Cập. Welcome, friend to be of Pharaoh, the master of two houses. Speak now of your desires. Bacha. Greetings. We are civilized folk, so you may speak as you wish, and we will give you an honest answer. Your words bring satisfaction to the gods and to my people. Này. You have đập. Wisdom indeed. Nó đang không có quân, đập luôn. Chiếm toàn bộ vùng Fascia này là xong. Ai già quân tiếp viện của nó à? Không sợ làm tàn quân với vậy. Xong. Tranh thủ móc lốc lên đời cuối à, lên đến đời cuối rồi. Mày quá, nó không có quân. Đây, kiểm soát lốt vùng Fascian này là chúng ta hoàn thành chiến dịch. Ôi dồi, thêm cái này được bao nhiêu nữa, bao nhiêu tiền. Ảnh hưởng khắp các nơi. Rồi đấy. Rồi. Chiếm được còn bị giảm mất tiền. Đang hơn 20.000 chiếm phát mất. Bị dính tham nhũng này, tụt xuống này. Còn có 14.000. Béo bở gì cái vấn đề à? Chiếm đất đâu? We hunger for battle. Thêm một champion, một Aegon nữa. Commander. Có thể thành lập thêm quân đoàn nữa. Apollo. Nói thế thôi cũng không dễ dàng gì. My lord wishes to bestow coin on your people.
Accept it as a token of friendship. Xin hòa bình. Xin hòa bình. My lord has ordered. Lại một thằng đã bỏ chơi với mình. Cộng tiền hay là thêm một tướng nữa. Mãi được con vòi. Đặc điểm với bọn này là không được đánh nhau trên đường bộ. Spartan. At your command. Besieging settlement. Ôi, nó có cả xe bắn đá trong thành. We take this settlement. Ready for orders. None will escape. We cannot pass here. Nào, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng rồi. For the gods! Besieging settlement. Đúng không nhỉ? Laying siege to the settlement. Mình đã đủ số lượng thành cần thiết chưa? 98. Đủ rồi. Chính xác, đây sẽ là trận đánh cuối cùng. For death and honor. À, lại chui ra ngoài, khôn vãi chưởng. Bọn này nó rất khôn, nó không chịu đánh trong thành, cứ chui ra ngoài. Chui ra ngoài là nó biết là nó đấu lợi thế hơn. Bộ binh của nó, bộ binh đời cuối đấy. Ê... mình dàn quân ở đâu để nó không tấn công được nhất nhỉ? Xe bắn đá nó đứng ở đây à? Thế mình phải dàn bên này. Đang định lấp ở cái khe núi đấy mà không được rồi. Nó có cái xe bắn đá ở kia. Không sợ bọn này, xạ kỵ bọn này cũng không đáng sợ bọn xạ kỵ bọn kia đâu. Cái đội hình thang này nó tù thì tù thật đấy, nhưng mà nó có một cái lợi thế là nó rất là dễ phòng thủ. Battle group awaiting orders. Battle group ready and awaiting orders.
Khẩu pháo của nó bị vô dụng luôn. Bị binh của mình rồi, sẽ lên đây. Sẽ lên đây mới quan sát được quân nó. Báo lã bọn này cho anh. At your service. Your orders. Advance at speed. Kệ mấy con xạ kỵ nó. Thành vấn đề. Kệ mấy con sạc đi. Cho nó xuống sâu sâu thì giết càng dễ. Có rồi. Ai à? Xuyên thua. Rồi, lùa bọn xạ kỵ nó thôi. Bọn kỵ binh chưa chớp vào mắt. Tao sợ mày quá cơ. Spartan không phải sợ cái linh của nó. Mình đang áp sát à? Mấy con xạ kỵ này à? Sao? Mấy con ngựa nó tính sao rồi? Vào đây mà ăn nhau với voi của anh ấy. Our general is under attack. Archers. Fire! Lùi lại, lùi lại đi. Khôn mày. Oh, nó xuyên vào đội pháo mình rồi. Thẳng vào tận trong này kìa. Nó còn đội ngựa nào nữa. Qua không cần xe bắn đá. Cung bắn là được rồi. The battle is turning in our favor. Giải quyết nhanh với con này cho anh. Đúng bộ binh hả chậm. Yes, Commander! Royal Spartans! Engage! Ready for orders! Bắn tên! Ngựa đâu rồi? Càn đốt mấy thằng tầm xa đó. Come on! Charge!
quickly now! Sword. Càn luôn. Còn một con ngựa mà cũng làm loạn được à? Còn một con ngựa mà cũng thích làm loạn. Tướng ra đây à? One of our units has used all its ammunition. Thế mà cũng vất vả ghê nhỉ? Bọn nó đánh lì hết. The enemy general is dead. Khử cái xe bắn đá nó. Tướng chết mà vẫn chưa hết trận à? Quên mất bật đội hình kim cương nó chạy lâu. Trời ơi, bọn ngựa này rát trâu thế. Trận chiến cuối cùng. Như vậy là mình đã kiểm soát được cái vùng Russian này rồi. Xong. Thật là êm ru. Hết đợt này nó sẽ báo hoàn thành chiến dịch à? Our path is blocked. To battle! Xong luôn. Nhanh gọn nhẹ. Well, ông đệ mình ông chiếm được cả cái thành bên này. Thế thì mình không phải tiến xuống nữa rồi. Ông đệ mình nhanh thế. Thôi, qua lượt. Nó sẽ thông báo bạn đã hoàn thành chiến dịch rồi. Xem bộ phim đó. Một trận chiến vì danh dự à? Hết quân rồi, hết thành rồi. Đánh bằng cách nào? You have been worthy allies. Ai là mấy thằng này? But our unquiet ancestors tell us to put aside friendship. This we will do. Trận chiến vì danh dự. Mấy thằng đệ của mình nó đang chạy đến yểm trợ cho mình đấy. Ồ. Đấy, đội hình pha lăng.
văn hóa Hy Lạp đã được khôi phục. Ai? Rồi chúng ta có lẽ mình sẽ xin kết thúc cái chiến dịch ở đây. Vâng, chúng ta đã victory, hoàn thành chiến dịch. Và hẹn gặp lại các bạn trong các cái research complete. Rank 6. Đi đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái chiến dịch tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình cũng như các cái video của mình trong thời gian vừa qua. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chiến dịch khác.